luyện võ kết hợp với luyện công thì người luyện võ được mới thành công. Sau đây xin mời quý vị sẽ tham quan một số tiết mục về biểu diễn khí công tâm pháp của Hoàng Nguyên trưởng sĩ quan Đặng Công Nhung kết hợp với võ sinh Vũ Đông Quyền Xuân Mai. Các đội nhân bắt đầu thực hiện. Phần số nội dung thì hôm nay là chạy chương trình thì chưa làm thật, để hôm là chính thức chúng ta là làm thật. Đây là còn tiếp theo chương trình là xin kính mời quý vị đại biểu đón xem cùng một em Đào Trọng Minh năm nay là có học sinh lớp 10 với thân hình nhỏ bé nhưng mà có thể rất chịu được dùng các gậy buộc vào cơ thể như bụng, chân, đầu, vân vân. Và sau đây kính mời chương trình đón xem. Cho một cây vào đầu luôn nha, để cho bà con nhân dân tham quan ạ. À, đồng chí làm luôn mà cây vào đầu đấy ạ. Vâng, với tinh thần con người nhỏ bé nhưng tinh thần thường võ của người con đất Việt rất là cao. Cho một tràng vỗ tay thật tuyệt vời.